Cô làm gái hả? Thì cô làm gái mang mặt vậy thôi. Ăn thì ăn mẹ đi, mấy cọng hành cũng phải đặt vớt ra nữa. Em không ăn được hành, hành nó hôi lắm. Hành với bộ là gì hả? Bộ lá ngón hay là gì? Hay thuốc độc? Trời ơi sao ra dẻ quá vậy ta? Bởi người ta nói mà, đúng là con không cha, không ai dạy dỗ hết á. Anh đi tắm đi, xong hai đứa mình. Ủa là sao? Đang nói gì vậy? Làm cái gì mà ăn mặc kiểu này? Sao vậy? Em thấy đẹp mà. Bộ anh không thích hả? Cô làm gái hả? Thì cô làm gái mới ăn mặc vậy thôi. Cô cũng có ăn có học mà. Ăn mặc gì đâu mà kỳ cục quá trời à. Đi vô thay đồ đi. Anh nói gì mà nặng lời như vậy? Em thấy cái bộ đồ này nó cũng bình thường thôi. Chứ lại nếu như mà em có ăn mặc sexy đi, em cũng mặc tranh coi thôi chứ có mặc trai coi đâu mà la em. Ủa là bây giờ cãi đúng không? Giờ tôi nói cô cãi hay sao? Tôi đang dạy cô đó. Tôi nói vậy á, nghe không? Không nghe đi xuống dưới ngủ. Dọn đồ xuống dưới ngủ liền. Tưởng vậy là đẹp hay sao á? Đúng là đàn bà mà không chỉnh đốn ngay từ đầu là hư hết. Vì sao chưa đi thay nữa? Dạ. Chết rồi, hồi nãy em quên dặn chú là không bảo hành. Rồi cái muỗng đâu? Ăn thì ăn mẹ đi, mấy cọng hành cũng phải đặt vớt ra nữa, mất thời gian dễ sợ luôn á. Em không ăn được hành, hành nó hôi lắm. Hành với bộ là cái gì hả? Bộ lá ngón hay là cái gì? Hay thuốc độc? Trời ơi sao ra dẻ quá vậy ta? Cọng hành thôi chứ không phải đồ gì đâu. Giờ gặp cái chuyện vậy thôi mà vậy rồi mới muốn gặp cái chuyện khó khăn rồi bỏ ngang cái chừng hay sao? Anh nói chuyện kỳ lắm luôn á. Em không ăn được hành thì em bỏ ra. Chứ là em tự làm mà, em có bắt anh làm cho em đâu. Cái gì vậy ta? Cái gì mà chồng nói một câu mà vợ cãi lại một câu vậy? Vô miệng tôi ngồi luôn nè. Làm vợ kiểu gì á, không có biết giữ thể diện cho chồng gì hết trơn. Lúc nào cũng cãi. Ăn lẹ đi. Anh nói này nè. Dạ. Mày mốt em sắp xếp công việc ở công ty đi nha. Ở nhà nấu cơm trưa cho anh rồi nấu luôn buổi chiều. Buổi sáng có thể anh nữa có thể ăn ở ngoài được. Nhưng mà thôi mốt em nấu buổi sáng luôn đi. Cho nó tốt. Anh sao mà được? Em với anh nó cũng là công ty. Anh thừa biết công việc của em như thế nào mà. Em đâu có thời gian để mà nấu nướng đâu. Chứ lại từ trước tới giờ hai vợ chồng mình nó cũng ăn bên ngoài có sao đâu anh. Trời ơi. Mới vừa dạy em luôn á. Nói một câu rồi trả lời lên một câu mà kỳ vậy trời. Bây giờ có chồng rồi thì an phận đi lo cho chồng. Còn ra ngoài bôi chen làm gì nữa, lo làm vợ đi. Rồi tôi nói luôn chuyện này nha, đây là lần cuối nghe chưa. Đi ăn với tôi để tôi trả tiền, đừng có dành trả tiền. Người ta nhìn vô người ta tưởng là thằng này nó keo kiệt hay là bủng xỉn với vợ mình là sao. Làm cái gì làm phải giữ thể diện cho chồng mình chứ. Nãy nói thì sao? Đi làm tranh thủ về sớm. Đi chợ rồi nấu ăn bữa trưa cho tôi nữa. Thành ra bây giờ như tôi chờ cô là sao? Em xin lỗi. Anh cũng thừa biết là bây giờ phòng của em mới nhận được một dự án mới. Em đâu có về sớm được đâu. Bởi người ta nói sai cái là kiếm lý do nói à. Không có gì mà không nói được hết á. Quan trọng cô muốn làm hay không thôi.
đừng có đổ thừa. Có biết làm vợ không? Chưa kể nha, hồi nãy ngoài quán làm sao? Ăn á, mới vừa đưa cái tô ra, cái bụp cái phục vụ đưa ra, không biết lo chồng con vậy, lo lấy đũa muỗng ăn không à. Không biết làm vợ, không biết phải không? Không biết qua nhà hàng xóm kìa, qua đó học người ta cái làm vợ. Anh nói chuyện gì mà ngang ngược cái vậy? Em muốn nói chuyện với anh ở đâu? Ê, 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 đi đâu? Chưa nói chuyện xong đi đâu? Em đi vô nấu cơm cho anh vừa lòng chưa? Trời, 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 trời. Nay nói chuyện với tôi kiểu đó hả? Bởi người ta nói mà, đúng là con không cha, không ai dạy dỗ hết á, cho nên ăn nói với chồng kiểu đó. Tôi nhịn anh đủ rồi nha. Anh đánh đập anh vũ phu tôi, anh bắt tôi ăn hàng tôi nhịn nhục được, nhưng mà tôi cấm anh đụng tới gia đình của tôi đó. Mới nói gì? Tôi nói là tôi cấm anh đụng tới gia đình của tôi. Cấm mày? Cấm không? Nói chuyện với chồng mày vậy hả? Anh là cái thá gì mà anh cấm tôi nói chuyện với anh? Hả? Nếu mà cảm thấy sống với nhau không hợp á thì đường ai nấy đi đi. Tôi ngán cái loại đàn ông vũ phu nhanh rồi. Mà anh biến khỏi căn nhà của tôi. Mày... mày ngán rồi phải không? Mày ngán thì biến khỏi nhà tao. Anh bị ngáo à? Đầu óc của anh có tỉnh không vậy? Hả? Căn nhà này là mẹ của tôi để lại cho tôi. Anh đâu có quyền, anh đâu có tư cách ảnh hưởng căn nhà này. Anh đuổi tôi đi. Mày mới ngu á, thứ mày mới ngu á. Mày có nghe câu người ta nói không? Của chồng công vợ. Mày ly dị với tao thì chia một nửa tài sản. Hơ, mày chơi với tao hả? Anh bị mất trí nhớ tạm thời hả? Anh quên hả? Tôi với anh có đăng ký kết hôn đâu mà vợ chồng. Cũng vì cái tính gia trưởng của anh đó. Anh nói là cưới nhau về đi, sống với nhau cảm thấy hợp thì hãy đăng ký kết hôn. Bây giờ lộ ra hết rồi đó, lộ cái bộ mặt thật của anh rồi đó. Bây giờ tôi sáng mắt ra rồi, tôi không kết hôn với anh. Mời anh khỏi căn nhà của tôi. Mày... bây giờ tao không đi á, mày làm gì tao? Mày chơi với tao không? Giờ cái thói côn đồ mặt dày đó hả? Được. Cuộc nói chuyện của tôi với anh á, tôi ghi âm lại hết rồi. Nếu anh muốn á, ngày mai tôi sẽ gửi vô group của công ty, rồi mọi người sẽ biết được cái bộ mặt vũ phu của anh. Coi thử anh còn dám dắt cái mặt anh đi làm không? Sao? Biển. Mày được lắm.